Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau. Đối thủ của U23 Việt Nam bất an trước thềm giải châu Á. Nhìn Việt Nam hướng tới World Cup, người Trung Quốc chạnh lòng. Huấn luyện viên Nishino triệu tập hai cầu thủ Thái Kiều cho U23 châu Á 2020. Đội tuyển Malaysia mời hàng loạt đội Tây Á giao hữu trước khi gặp đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam thành công ngày một lớn hơn sau U23 châu Á 2018. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Đối thủ của U23 Việt Nam bất an trước thềm giải châu Á. Những thay đổi lớn từ thượng tầng của Liên đoàn bóng đá UAE không chỉ ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia này mà còn cả đội U23 UAE. Nhiều cổ động viên nước này lo ngại thầy trò huấn luyện viên Marcel Scorza sẽ gặp vấn đề về tâm lý khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vòng chung kết Asian Cup 2019 trên sân nhà, đội tuyển quốc gia UAE thua thảm Qatar 0-4 ở bán kết. Tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, mặc dù được xếp là hạt giống tại bảng G, nhưng đại diện Tây Á này đã gây thất vọng rất lớn. Cụ thể, hai trận gần nhất, UAE lần lượt thua 1-2 trước Thái Lan và 0-1 trước Việt Nam. Nhưng kết quả này lại khiến họ tụt xuống xếp thứ 4 bảng đấu. Trong khi đó, tại GAP Cup 2014, đội bóng này cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Hệ quả, huấn luyện viên Beth Van Marwijk bị sa thải, kéo theo đó là nhiều quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá UAE phải đệ đơn từ chức, gồm cả chủ tịch Marwan bin Galeta. Không những vậy, Liên đoàn bóng đá UAE cũng phải giải tán toàn bộ các ủy ban, trong đó có ủy ban kỹ thuật và phụ trách các đội tuyển quốc gia. Điều này dẫn tới việc huấn luyện viên Marcel Scorza và các học trò ở U23 UAE phải đối mặt với không ít vấn đề về tâm lý khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Hệ lụy càng lớn khi các câu lạc bộ trong nước từ chối cho phép cầu thủ tập trung sớm. Vòng đấu thứ 12 diễn ra từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 1 năm 2020 của giải vô địch quốc gia cũng không thể hoãn. U23 UAE coi như vỡ kế hoạch tập trung sớm. Thay vì di chuyển sang Thái Lan từ ngày 28 tháng 12 năm 2019, họ sẽ phải chờ thêm đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2020 hoặc muộn hơn mới có thể tới dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ngoài ra, huấn luyện viên Marcel Scorza và các học trò cũng không có trận giao hữu làm nóng nào trước thềm giải đấu. Theo chiều ngược lại, các đối thủ của U23 UAE tại bảng C như U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều cố gắng tập trung lực lượng sớm và bố trí sang Thái Lan sớm nhất có thể. Họ muốn có nhiều thời gian để làm quen với khí hậu và sân bãi tại đất nước Chùa Vàng. Theo lịch, U23 UAE sẽ thi đấu với U23 Việt Nam vào chiều ngày 10 tháng 1 năm 2020. Nhìn Việt Nam hướng tới World Cup, người Trung Quốc chạnh lòng. Chứng kiến việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, tờ Sina của Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng chạnh lòng khi nhìn lại đội tuyển quốc gia ở thời điểm này. Như đã biết, mới đây, Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã khẳng định mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự World Cup 2026. Đó là điều mà không người Việt Nam nào có thể mơ tới trước đây. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp cho giấc mộng Việt Nam có thể bay xa. Nhìn sang đội tuyển Trung Quốc, tờ Sina thực sự chạnh lòng bởi đội bóng ngày càng đi xuống. Bình luận về vấn đề này, Nhật báo Trung Quốc viết: "Trong những năm qua, trong khi đội tuyển Trung Quốc xuống dốc thê thảm thì đội bóng láng giềng Việt Nam đã có sự vươn mình mạnh mẽ. Giờ đây, chúng ta không còn mạnh hơn các đối thủ ở Đông Nam Á. Khoảng cách trình độ của đội tuyển Trung Quốc so với Thái Lan và Việt Nam gần như không còn. Thậm chí, chúng ta từng để thua Thái Lan với tỷ số 1-5. Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc gần như không còn hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tình cảnh bi thảm này đã mang tới nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại đang phát triển hưng thịnh. Việc thuê huấn luyện viên nước ngoài chất lượng cộng thêm việc chăm chút vấn đề đào tạo trẻ là nguyên nhân giúp bóng đá Việt Nam nhảy vọt. Từ đội U20 tham dự giải U20 World Cup 2017, tới đội tuyển quốc gia Việt Nam đều tạo được tiếng vang lớn. Mới nhất, đội U22 Việt Nam vừa giành tấm huy chương vàng SEA Games. Việt Nam từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc. Việc đấu với Trung Quốc không làm họ cải thiện sức mạnh. Thay vào đó, Việt Nam đang hướng tới trình độ như Nhật Bản và Hàn Quốc. Với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia nước này sẽ sang châu Âu thi đấu.
Gần đây, Quang Hải vừa nhận được lời mời từ câu lạc bộ Alaves ở Tây Ban Nha. Bóng đá Việt Nam không còn nhìn vào Trung Quốc là mục tiêu phấn đấu. Thay vào đó, họ đã nghĩ dài hơn khi quyết giành vé dự World Cup 2026. Điều đó càng khiến người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy đau xót. Huấn luyện viên Nishino triệu tập hai cầu thủ Thái Kiều cho U23 châu Á 2020. Trong danh sách 23 tuyển thủ của U23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà huấn luyện viên Akira Nishino vừa công bố, có hai cầu thủ Thái Kiều rất đáng chú ý, đó là Ben David và Kevin Deromram. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 năm 2020 tới đây. Với tư cách là chủ nhà, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội mạnh nhất, qua đó giành vé tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Để thực hiện hóa tham vọng đó, mới đây, huấn luyện viên Akira Nishino đã cho triệu tập danh sách sơ bộ gồm 33 tuyển thủ dưới 23 tuổi. Nhìn chung, danh sách U23 Thái Lan trong đợt tập trung lần này đa số là những cầu thủ vừa mới trở về từ SEA Games 30 tại Philippines. Ngoài những cái tên quen thuộc như Supachok Sarachat, Sufanat Muanta, Sitichok Paso, Supacha Zaidet, danh sách này còn có sự hiện diện của hai cầu thủ Thái Kiều gồm Ben David và Kevin Deromram. Ben David trước đây đã từng chơi cho U16 và U19 Singapore. Tuy nhiên sau này, tiền vệ trẻ 19 tuổi đã quyết định chọn khoác áo Thái Lan. Tại SEA Games 30, David từng có tên trong danh sách sơ bộ, song lại không được huấn luyện viên Nishino chọn đi Philippines. Đối với Kevin Deromram, hậu vệ này sinh ra tại Thụy Điển, từng ăn tập tại Werder Bremen của Đức và cũng từng khoác áo đội U19 Thụy Điển. Trước khi SEA Games 30 diễn ra, một sao 22 tuổi cũng đã được huấn luyện viên Nishino triệu tập vào danh sách U22 Thái Lan, nhưng anh giả vờ chấn thương và thoái thác nhiệm vụ. Điều này khiến nhà cầm quân người Nhật Bản rất tức giận và bóng gió sẽ không trao thêm cơ hội nào cho Kevin Deromram. Tuy nhiên, do U23 Thái Lan đang thiếu một hậu vệ trái đẳng cấp và trước sức ép của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên Nishino đã buộc phải gọi lại Kevin Deromram. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng đã quyết định không triệu tập sao trẻ đang lên là Ekanit Panya. Cầu thủ của Chiang Rai United vẫn chưa thể trở lại sau khi dính một chấn thương trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ chính thức hội quân vào ngày 26 tháng 12 tại Summit Windmill Golf Club. Sau đó, họ sẽ nghỉ Tết dương lịch trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đội tuyển Malaysia mời hàng loạt đội Tây Á giao hữu trước khi gặp đội tuyển Việt Nam. Nhằm chuẩn bị tốt cho hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia đã gửi lời mời giao hữu đến hàng loạt đội bóng Tây Á. Vào tháng 3 năm 2020, đội tuyển Malaysia sẽ có hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển UAE trên sân khách và đội tuyển Việt Nam trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây được đánh giá là hai trận đấu then chốt cho tham vọng giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Malaysia để chuẩn bị tốt cho những cuộc đọ sức này. Theo tờ Harian Metro, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Yusof Mahadi xác nhận, đội tuyển Malaysia đã gửi lời mời giao hữu đến hàng loạt đội bóng Tây Á như Oman, Bahrain, Qatar, Palestine và cả Saudi Arabia. Hiện tại mới chỉ có Palestine đồng ý sẽ đá giao hữu với Malaysia, ông Yusof tiết lộ. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe đang xem xét đối thủ nào phù hợp nhất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sẽ đá với đội bóng nào. Ông Yusof cho biết thêm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối ưu cho Chang Hoe nhằm cải thiện đội tuyển quốc gia. Đó là bởi vì trận đấu rất quan trọng với UAE mà còn phải giành chiến thắng trước Việt Nam ở lượt trận kế tiếp trên sân nhà. Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang đứng nhì bảng G với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan 8 điểm và đội tuyển UAE 6 điểm giữ các vị trí kế tiếp. Theo lịch, đội tuyển Malaysia sẽ gặp đội tuyển UAE trên sân khách vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 trước khi về sân nhà tiếp đón đội tuyển Việt Nam sau đó 5 ngày. Bóng đá Việt Nam thành công ngày một lớn hơn sau U23 châu Á 2018. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là khởi đầu cho hành trình thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Trang chủ AFC điểm lại những dấu ấn đáng nhớ của các vòng chung kết U23 châu Á trong quá khứ và U23 Việt Nam là một trong những đội được nhắc đến nhiều nhất ở giải đầu năm 2018. Đó là hành trình kỳ tích đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trong 2 năm thành công rực rỡ của ông với bóng đá Việt Nam.
U23 Việt Nam thi đấu trong một điều kiện thời tiết mà nhiều cầu thủ của họ chưa từng được nhìn thấy, chứ chưa nói đến việc chơi bóng, đã có màn thể hiện đáng ngưỡng mộ. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á nói về trận chung kết tại Thường Châu cách đây gần 2 năm. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường và đầy nỗ lực trước U23 Uzbekistan. Cũng là một đội bóng gây bất ngờ và chơi rất hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thủng lưới trước nhưng đã gỡ hòa nhờ siêu phẩm cầu vồng trong tuyết của Quang Hải để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Kịch tính phút cuối, cầu thủ vào sân thay người Andrei Sindorov ghi bàn mang về chiến thắng cho U23 Uzbekistan và khiến U23 Việt Nam nhận thất bại theo cách đau đớn nhất, AFC nhắc lại. Tuy nhiên, đội Việt Nam đã đạt được những thành công ngày một lớn hơn kể từ đó. Họ vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều có thể tự coi mình là ứng viên vô địch U23 châu Á 2020 và giành vé dự Olympic Tokyo năm sau. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Ba đội có thành tích tốt nhất của giải đấu này sẽ cùng U23 Việt Nam giành quyền tham dự Thế vận hội. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!